livestream buổi chiều của Villa nha. Dạ thú vị, hôm nay á em làm hai món quý vị. Dạ món cá chiên với cá chua. Món này mẹ em rất thích luôn á. Mới dọn dẹp nhà cửa xong luôn quý vị. Chỉ đợi bạn mẹ em về thôi. Hello mọi người, chào Xuân. Ủa mẹ. Rồi mẹ em về, mẹ em về. Rồi mẹ chào mọi người đi mẹ. Cô chào bạn của Villa nha. Mẹ ơi. Rồi quý vị yên tâm. Để mẹ đi tắm xong rồi á, mẹ em sẽ hát giao lưu với quý vị vài bài ha. Mẹ thích hát lắm luôn á. Rồi, ăn cơm chưa? Dạ chưa, mẹ mới về. Mẹ. Ok rồi. Thôi, điện thoại hết pin rồi quý vị. Hẹn gặp lại mọi người vào livestream kế tiếp nha. Mẹ ơi, chào mọi người khác đi này. Rồi, bye bye quý vị, hẹn gặp lại mọi người vào livestream kế tiếp nha. Sao vậy mẹ? Sao vậy? Quẹo. Chắc kỳ này mẹ sống không nổi đâu con. Chắc có nước mà mẹ tự tử mẹ chết luôn á. Mà dù gì? Bây giờ nội với mẹ quá trời rồi, sao giờ mẹ? Quẹo ơi, cứu mẹ, quẹo ơi. Đói quá trời mẹ con. Rồi, bạn con nói rồi, mẹ đừng có làm vậy nữa. Rồi tiền đó mà bữa nay mẹ đưa tiền người ta chưa? Chưa. Cũng tại ông Thanh Gambo không đó. Con hỏi thiệt mẹ nè. Mẹ có cờ bạc gì không? Mẹ có chơi số đề hay đó, cờ bạc gì không? Không. Mà mẹ không? Mẹ ước gì vậy? Con là con gái, mẹ có thể ôm con vào lòng nè. Mẹ tâm sự nhiều thứ hơn. Thằng này, con là con trai mẹ cũng khó nói lắm. Chứ giả lại tiền ông Thanh Rambo cũng lấy hết. Rồi mẹ phải dây đồng này dây đồng kia. Rồi cái mẹ mượn của bà My, mượn của bà Sang, đắp qua đắp lại. Rồi bây giờ tay em nó trốn quá trơn. Rồi bây giờ một mình mẹ lãnh hết. Rồi bây giờ nè, có nước mà mẹ đi tự tử mẹ chết luôn. Rồi mẹ ơi, mẹ nghe nè. Cái mẹ gối quá. Bây giờ bữa nay mẹ đưa tiền người ta chưa? Chưa có đủ nữa. Để con lát không lấy cái iPad của con á, con cầm. Nhưng mà con nói mẹ nghe, con lo mẹ được bữa nay, ngày mai con cũng có lo được. Cho nên bây giờ mẹ phải xin người ta, mẹ góp để trả từ từ. Để trả từ từ chứ kiểu này không có được. Lắp đầu này được kia không có được. Mẹ cũng sợ. Trời ơi. Bà cút ơi, cả nhà bà cút ơi. Thanh mày quá. Bà cút ơi trời. Dì Thanh. Dạ chào dì Thanh. Chào con. Dạ. Có mẹ ở nhà không? Dạ mẹ con chưa có về. Trời đất ơi, đáng lẽ giờ này là bảo bạn có mặt ở nhà rồi mà tại sao giờ nằm ở nhà cái trời. Chắc mưa, trời mưa mẹ. Chú mưa hết cho nên chưa có về. Không lần được có gì không? Dạ không, chưa có về. Mà có gì không gì? Gì không hả? Mày biết bữa nay mẹ mày thiếu tiền góp, tiền sách, tiền đứng, tiền ngồi, tiền nằm đủ thứ tiền hết trơn. Mà tao cứu mẹ mày ngày hôm nay. Mày có biết mẹ mày hôm nay là đuối rất là nhiều. Mà sao mới hôm qua nè, hôm qua tao đưa một cái bóp luôn hôm nay. Đáng lẽ ra phải đúng ngày phải đưa cho tao. Bây giờ tao muốn tiêu rồi. Thôi thì bây giờ con cũng biết nó sao nữa. Nhưng mà bây giờ sẵn gì đó con cũng nói luôn. Mấy bữa nay á, thường thường là mẹ con chiều rồi mẹ con về à. Mà mấy bữa nay á, con nói nhiều tiền người ta không có được. Mà là gì sao? Ý là tức là bây giờ là bà không có nhà muốn trốn ra hay gì? Không có. Bây giờ gì? Con giờ gì tính hết đi. Có gì mà con đi hát lâu tô, mỗi đêm con trả hết. Từ từ cũng hết thôi. Cái gì? Đi hát lâu tô mà đòi trả hết hả? Mày biết bao nhiêu tiền không? Hả? Nãy tôi kể rồi đúng không? Tiền ngủ, tiền nằm, tiền đứng, tiền hài, tiền đủ thứ hết trơn. Bây giờ mày nói mày trả đúng không? Dạ. Đúng rồi. Nói chung là ở sớm này tao nghe nói mày rất là thương mẹ, rất là có hiếu. Mày chắc chắn mày phải trả cho mẹ đúng không? Dạ rồi. Được. Nếu mà trả cho mẹ mày thì bắt đầu là tao chỉ biết mày. Mày về một chút xíu mẹ về mày nói lại. Ngày mai tao sẽ tới kiếm bà. Dạ. Dạ đi về. Quen. Má đi chú con. Má về. Bây giờ sao? Bây giờ người ta dí như vậy. Mày có cách nào cứu mẹ không mẹ? Mẹ lại con đó mẹ. Không ấy người ta giết mẹ chết. Con không biết làm sao. Mẹ tự tử mẹ chết luôn á. Bây giờ mẹ qua bên Cần Giuộc á. Con bạn á, bạn á. Theo con bạn ở đi. Có gì con sắp xếp đây rồi con gọi cho mẹ.
cứu mẹ nghe được. Mẹ đi vài bữa cái mẹ về. Bắt quẹo. Không phải con. Có nhà quá. Giữ gìn sức khỏe nha. Mẹ đi vài bữa mẹ về. Rồi, mẹ đi đi. Có gì con lo cho. Mẹ đi nha. Yeah. Yeah.
lạ. Đêm mưa nhớ mẹ, phần biểu diễn của Bella, phần trợ diễn của Châu Pha. Bella, bây giờ cho chị hỏi tí xíu nha. Đây là ca cảnh mà có phải là cốt truyện ngoài đời thật của em không? Mà tại sao mà chị thấy có những giọt nước mắt nó còn, nó chứa đựng gọi là cái sự bằng nghẹn ngào á? Thật sự là ngày hôm qua chị Bella có nhờ Châu Pha là hỗ trợ cho chị Bella cái bài này. Là chị Bella kể thật sự là mẹ chị Bella cũng hoàn cảnh y như vậy, và chị muốn kể một câu chuyện chân thật cho mọi người biết là thôi cố lên em nhé, cố gắng mình làm thật là nhiều tiền để mình lo cho mẹ mình sau này nha. Đó rồi, chiều tôi cũng mới gọi điện thoại cho mẹ tôi rồi, không sao. Và cảm ơn cả nhà mình rất nhiều, và cả nhà mình cùng nhau chờ số nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều, cảm ơn mọi chị đã tặng con bạn Bella. LGBT gặp hoàn cảnh nào cũng khổ em. Cảm ơn Châu Pha, cảm ơn bà mẹ quốc dân nha. Nãy giờ bài nào Châu Pha cũng hóa thân thành mẹ rất là xuất sắc. Bữa nay chị Thanh được lên để dây chủ trợ rồi đó. Dữ không? Dữ á. Quá lên hương rồi. Wow. Wow. Rồi biết nhận quà sao thấy cái đầm đẹp. Hả? Dạ. Đẹp quá.